Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài ranh và chủ đề Vĩ Phúc. Những năm gần đây, chăn nuôi đang là ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Trong năm 2014, do tình hình giá cả thị trường chăn nuôi có chiều hướng tăng và giữ ổn định, nên quy mô đàn vật nuôi trên địa bàn thị trấn có sự phát triển theo hướng tăng hơn so với năm 2013. Bên cạnh đó, thị trấn cũng chú trọng tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, chú ý thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo an toàn trong quá trình chăn nuôi. Hiện nay, thị trấn Gia Khánh có tổng đàn gia súc trên 6.500 con, gia cầm hơn 44.000 con. Giá trị thu nhập từ chăn nuôi đạt trên 25 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ so với cùng kỳ. Trong những năm gần đây, bằng việc tận dụng phát huy tối đa lợi thế vốn có trong phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế phi nông nghiệp, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế nằm cạnh hạ lưu sông Lô, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nghề vận tải đường thủy, giao lưu buôn bán nên nhu cầu sửa chữa đóng tàu ở xã Sơn Đông đang ngày càng phát triển. Chính vì thế, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã khuyến khích nhân dân phát triển nghề sửa chữa đóng tàu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, nghề sửa chữa đóng tàu ở Sơn Đông có trên 200 hộ tham gia. Trung bình mỗi năm, xã Sơn Đông sửa chữa và đóng mới được khoảng trên 100 tàu thuyền, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng giá trị về kinh tế toàn xã và tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong xã, mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ gia đình với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Yên tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Canh và bị can Nguyễn Hữu Tiến đều sinh năm 1989, trú ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 12 năm 2014, tại tổ 4, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, công an thị xã Phúc Yên phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Nguyễn Văn Canh và Nguyễn Hữu Tiến đang dùng vam phá khóa để trộm cắp chiếc xe máy biển kiểm soát 29L1 09685 của chị Lê Thị Trà My, sinh năm 1985, trú ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên. Tăng vật thu giữ một vam phá khóa tự chế, một xe máy biển kiểm soát 29L1-09685 và một xe máy biển kiểm soát 29S6-14942 là phương tiện để tiến và canh dùng làm phương tiện đi trộm cắp. Hiện Công an Thị xã Phúc Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Chuyển sang phần tin trong nước, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2014. Nghị quyết nêu rõ bước sang năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tranh thủ những yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh thành theo chức trách nhiệm vụ tổ chức giả soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của bộ, cơ quan địa phương. Khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của bộ, cơ quan địa phương. Quyết tâm đạt mục tiêu, hàng năm mỗi tỉnh, thành phố phải giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5 đến 10%, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, nhất là tại các trung tâm kinh tế và các tỉnh biên giới. Theo ông Nguyễn Phúc Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, năm 2015, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung xử lý rứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, kiên quyết xử lý pháp nhân theo luật định những tổ chức tín dụng yếu kém không có triển vọng phục hồi và phát triển kể cả giải thể, phá sản, can thiệp bắt buộc. Bên cạnh đó, vai trò chủ đạo của các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ được nâng cao hơn thông qua việc các ngân hàng này tham gia tích cực vào quá trình sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng khác. Sau gần 3 năm triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, đến nay việc tái cơ cấu đang được triển khai theo đúng mục tiêu, định hướng và lộ trình đề ra và đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, toàn hệ thống đã giảm 7 tổ chức tín dụng, 2 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 4 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 quỹ tín dụng nhân dân thông qua sáp nhập, hợp nhất, thu hồi giấy phép chuyển đổi hình thức hoạt động. Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, năm 2014, ngành gỗ đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 4,2 tỷ đô la Mỹ. Nếu kể cả lâm sản ngoài gỗ, mây, tre, trúc thì toàn ngành thu về 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2013. Với quy mô thị trường đồ gỗ thế giới đang ở mức 300 tỷ đô la Mỹ một năm, ông Quyền cho rằng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn. Khi Việt Nam chuẩn bị ký kết hàng loạt những hiệp định thương mại tự do trong năm 2015 với các đối tác như EU, các quốc gia châu Á Thái Bình Dương thì xuất khẩu gỗ của Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh về kim ngạch. Năm 2015, xuất khẩu gỗ sẽ càng tăng mạnh và sẽ cán đích 7 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh trong toàn ngành. Văn phòng một cửa đã được hoạt động trở lại tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và đây được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014. Toàn ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm từ hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường đến tổ chức triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Bộ đã tập trung chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý công việc, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thành việc cập nhật thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, biển và hải đảo trên cổng thông tin điện tử của bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ và toàn diện, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính, góp phần sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức Sigma Gabriel cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây có thể tiếp tục gây bất ổn đối với Nga. Phó Thủ tướng Gabriel cho rằng mục đích các biện pháp trừng phạt Nga cho tới nay là nhằm đưa Nga trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Vì Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD nói, mục đích của trừng phạt không bao giờ nhằm đẩy Nga rơi vào cảnh rối loạn về kinh tế và chính trị. Những người muốn điều đó sẽ chỉ làm tình hình thêm nguy hiểm cho tất cả chúng ta ở châu Âu. Ông Gabriel cho rằng, một số thế lực ở châu Âu và Mỹ muốn khuất phục các đối thủ siêu cường trước đây, song đó không phải là điều mà Đức và châu Âu mong muốn. Theo ông, khi Nga không còn là đối tác để giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, thì đó sẽ là điều cực kỳ nguy hiểm với toàn thế giới. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Kinh tế IFOR có trụ sở tại Muschen, cảnh báo nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế Nga có thể tạo ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền công nghiệp Đức cũng như các ngân hàng ở châu Âu. Việc này cho rằng không thể loại bỏ nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế Nga và điều đó không chỉ tạo ra nguy cơ cho các ngân hàng của Pháp và Áo vốn có hợp tác chặt chẽ với Nga, mà ngành công nghiệp của Đức cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng nghìn người dân Hungary đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán kêu gọi ủng hộ dân chủ và chống đói nghèo. Tiếp nối làn sóng phản đối bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái khi chính phủ đề xuất đánh thuế sử dụng Internet. Cuộc biểu tình diễn ra từ ngày 2 tháng 1 không mang bất kỳ khẩu hiệu hay cờ của các đảng phái đối lập nào. Người biểu tình chỉ dương cao lá cờ xanh của Liên minh châu Âu EU. Họ tập trung trước nhà hát Opera Budapest, bày tỏ sự phản đối chính sách tập trung hóa trong lĩnh vực giáo dục và hành chính công của chính phủ. Người biểu tình cũng bất bình về giới chính trị cấp cao Hungary, cáo buộc họ đã không đưa đất nước phát triển trong 25 năm qua. Theo giới quan sát, các cuộc biểu tình gần đây chưa phải là mối đe dọa trực tiếp đối với chính phủ của Thủ tướng Orbán vì cuộc tổng tuyệt cử sẽ diễn ra năm 2018. Nhưng nếu không sớm giải quyết, các cuộc biểu tình có thể trở thành một nguy cơ lớn. Kết quả cuộc thăm dò dư luận tại Hungary công bố hồi tháng 12 năm 2014 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đảng Fidesz cầm quyền đã giảm xuống còn 26% so với mức 38% hồi tháng 10. Trong khi các đảng cực hữu giúp bích đã giành 14% và đảng xã hội chủ nghĩa có 11%. Từ đây cử tri ủng hộ Thủ tướng Oban cũng giảm từ 48% xuống còn 32%. Một nhóm vũ trang được tin rằng thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc 40 nam thanh niên và thiếu niên tại Nigeria. Nguồn tin địa phương cho biết, nhóm vũ trang này tràn vào một ngôi làng thuộc bang Bono Đông Bắc Nigeria. Nhóm vũ trang tập trung tất cả đàn đông lại, rồi chọn ra thiếu niên và những người ở độ tuổi đầu 20 có lẽ để huấn luyện trở thành chiến binh. Tại Đông Bắc Nigeria, có một nhóm vũ trang mà người ta tin là thuộc lực lượng Boko Haram thường đột kích vào những ngôi làng nhỏ để bắt cóc thường dân. Trước đó ngày 14 tháng 12 năm 2014, lực lượng phiến quân này giết hơn 30 người và bắt đi hơn 100 phụ nữ và trẻ em. Ngày mùng 4 tháng 1 đã có hơn 30 ngôi nhà bị thiêu dụi do cháy rừng tại bang Nam Australia. Hậu Hoàn cũng đã thiêu dụi hơn 11.000 hecta rừng tại đồi Adelaide thuộc dãy núi Lofty, nơi sinh sống của khoảng 40.000 người. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt các đám cháy, được xem là tồi tệ nhất tại bang Nam Australia kể từ năm 1983. Bùng phát từ ngày 2 tháng 1 tại Samson Flat phía đông thành phố Adelaide. Đám cháy rừng đã vượt tầm kiểm soát và vẫn đang tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, theo chính quyền bang Nam Australia, điều kiện thời tiết đã được cải thiện. Nhiệt độ ngoài trời đã giảm, tạo điều kiện cho công việc của khoảng 800 lính cứu hỏa được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, dự báo giữa tuần này, nhiệt độ sẽ tăng cao trở lại. Theo các số liệu báo cáo mới nhất, dù chưa gây thiệt hại về người, song cháy rừng đã làm ít nhất 30 người bị thương, trong đó chủ yếu là lính cứu hỏa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đạp Thanh và Truyền hình Vĩ Phúc.